Ngôi nhà này lớn thế này, nói thế nào cũng phải có mấy ngàn mét vuông. Nếu tôi có thể nhận ra thực tế, vậy tôi cũng là người có nhà rồi. Hóa ra đây là căn phòng nhỏ kỳ lạ trong tâm trí tôi. Điểm danh tiếng hiện tại 6721. Chúc mừng. Hôm nay trở lại thần thám danh, thể hiện vinh quang của mình. Thần thám danh, ô, đúng. Đó là một danh sách rất quan trọng của thế giới song song này. Ý của ngươi là trở lại có ý là gì? Hay là người được đề cập trên bảng thông báo? Không phải là tôi, mà là tên thiết diện công kia. Hôm nay người nỗ lực hết mình để theo kịp, nằm trong top 10 chờ cơ hội. Nếu chuyện này có thể thành, sẽ mở lại tủ sưu tầm. Với sự thay đổi của từ ngữ, trong căn phòng cổ kính, bóng tối trên bức tường đối diện với tinh đầu đã tan một chút. Đây có phải là một bức tường khác sắp mở ra để vào top 10 của Long Quốc thần thám danh? Nếu tôi giải quyết vụ giết người ở trường đại học 20 năm trước, liệu tôi có nằm trong danh sách không? Tôi thần một lần nữa sử dụng thần thuật. Tuy nhiên trong toàn bộ hình ảnh, áo choàng của kẻ sát nhân vẫn che kín khuôn mặt. Lý luận cũng kết thúc khi hung thủ giấu xác. Xem ra muốn tiếp tục lý luận thì phải bổ sung chứng cứ. Bây giờ nhóm chuyên gia đã giải được câu đố, tìm thấy phần cuối cùng của thi thể. Bây giờ quay lại cục công an thành phố Kim Lăng xem. Tặng người bí ẩn, vụ án chưa được giải quyết, người vô tâm không hay, suy luận không phụ người oan khuất. Sở công an tặng đồng chí, câu hiệu này của chúng ta là sao vậy? Anh không biết sao? Kẻ sát nhân bí ẩn đã giải mã được bằng chứng của thi thể. Đây là cờ hiệu đích thân truyền từ trên xuống. Chỉ là bây giờ không tìm thấy diễn viên này, chỉ có thể gửi đến đây bảo quản trước. Chúng tôi định gửi đến chỗ giám đốc Quách. Nếu không gửi trực tiếp đến phòng họp nhóm chuyên gia đi, để đối thủ của diễn viên này giữ nó cũng được. Tô Thần làm thế nào mà nghĩ ra thao tác như vậy? Tô Thần, anh xấu quá, nhưng tôi thích. Tham nhũng quá nghiêm trọng, thông tin cơ bản cũng không có. 20 năm rồi, chuỗi bằng chứng đã bị hỏng. Bây giờ mở lại vụ án, phát hiện khó khăn cũng không kém gì lúc đầu. Nhưng chúng ta không có nhiều thời gian. Theo luật pháp của Long Quốc chúng ta, thời hạn 20 năm sẽ sớm đến. Tôi biết vụ này có ít hơn 1% cơ hội được giải quyết. Tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi. Tôi không gây quá nhiều áp lực cho mọi người. Tôi sẽ về tổng cục trước. Tập hồ sơ khổng lồ này có tổng cộng hơn 3.000 trang. Quá nhiều thông tin bị hỏng, thông tin không liên quan, mặc dù có manh mối ẩn giấu, muốn tìm được kết nối cũng khó như lên trời. Nói cách khác, kẻ sát nhân có thể tìm ra nơi chôn cất phần xương cuối cùng trong số rất nhiều manh mối. Khả năng suy luận của anh ta hoàn toàn đẳng cấp thế giới. Ý anh là nói, chúng ta đã sai về kẻ sát nhân. Từ những gì chúng ta biết bây giờ, lần này kẻ sát nhân lại sờ chim, có ít nhất 3 người. Một chuyên gia hóa học, một tay hacker, ngoài ra còn có một đại sư lý luận, hơn nữa đều đẳng cấp thế giới. Các chuyên gia, có khả năng nào những người mà anh nói đến thực ra là một người không? Rõ ràng là họ đã đánh giá thấp mức độ tàn ác của Tô Thần, sĩ quan đoàn bận như vậy. Tôi đang đối đầu với kẻ sát nhân, sắp phá được rồi. Anh có việc gì sao? Không sao, tôi chỉ qua xem. Anh là người trong đội chuyên gia phải không? Câu hiệu này đặt ở đâu? Nếu không treo trên tường đi, treo chính giữa. Đoạn này tuyệt rồi, cười đến nỗi tôi ngã khỏi giường. Tiểu tử này có biết cách ứng xử không? Cờ hiệu được trao cho kẻ sát nhân, được treo trong văn phòng của nhóm chuyên gia. Chúng ta không muốn mặt mũi sao? Tô Thần à, tôi nghĩ tốt hơn là nên để cờ hiệu này trong tủ đựng đồ. Sau khi chương trình kết thúc, người đóng sát thủ sẽ đến lấy nó. Được, không chơi nữa, trước tiên hãy xem xương. Tô Thần nhìn thoáng qua có thể biết trong hộp chân không? Thứ nhăn nhèo như que đất đen đó chính là một phần của cánh tay người. Tâm trạng cảm thấy nặng nề. Đã 20 năm rồi, cuối cùng cũng có kết quả. Lão đại, cô đã xem xong những hồ sơ này chưa? Tôi hiểu quy trình chung rồi. Nhưng đó là tất cả. Nội dung của vụ án chưa giải quyết quá phức tạp. Lúc đó cảnh sát đã liệt kê hàng chục phỏng đoán, dường như đều có lý do nhất định, cũng có thể không đúng. Lời này vừa nói, nhóm chuyên gia đã bị sốc. Sĩ quan Tần, anh có tìm thấy manh mối gì không? Đúng hơn là nghi ngờ nhiều hơn. Cũng không biết làm thế nào mà tên sát nhân mô phỏng đó biết được vị trí của bộ xương. Tập 1 trang 324, hàng giữa 21, quyển 2 trang 57, dòng 13 từ trên xuống, dòng 52 trên trang 405, quyển 3 trang 236, toàn bộ trang. Thông qua manh mối trên những hồ sơ này, chúng ta có thể tìm ra vị trí của xương. Nghe thấy lời này, trong đầu Tần Minh dường như có một tia chớp. Nhanh chóng lật hồ sơ tìm đúng thông tin mà Tô Thần nói. Lại là một thao tác khốc liệt như hổ. Sau đó trong mắt đầy kinh ngạc. Làm sao anh biết? Sao anh biết rõ về hồ sơ vụ án thế? Tôi đã không làm gì khác ngoài việc nghiên cứu các vụ án chưa được giải quyết trong 8 năm qua. Khi tôi nhìn thấy câu đố của kẻ sát nhân mô phỏng, lại thấy lý luận trên sổ ghi chép của anh, lập tức nghĩ đến tin tức tương ứng trên tập hồ sơ. Đúng rồi, hình như tôi đã nói chuyện với anh. Anh đã quá quen thuộc với vụ án chưa được giải quyết. Câu nói này nhắc nhở mọi người, mọi ánh mắt hướng về phía Tô Thần. Đúng vậy, Tô Thần đã dành 8 năm qua để nghiên cứu các vụ án chưa được giải quyết trong hồ sơ thành phố. Chắc hẳn anh ta biết rõ vụ án này. Tôi nghĩ tốt hơn là nên để Tô Thần làm cố vấn cho nhóm chuyên gia. Bây giờ thời gian khẩn cấp, sự thanh thạo của anh ấy là lợi thế lớn nhất. Tôi cũng có ý như vậy. Anh thực sự là người trợ giúp tốt của tôi. Tôi còn nghĩ anh và tôi là một nhóm. Sự tồn tại của Tô Thần là một bất ngờ lớn. Cho dù đó là thủ phạm thực sự hay là kẻ sát nhân mô phỏng Lai Sơ Chin, tôi em rằng sẽ không ngờ rằng trong nhóm chuyên gia còn có một cảnh sát quen thuộc với vụ án chưa được giải quyết như vậy. Tôi vốn là một hung thủ bí mật lại trở thành lão đại. Tôi thực sự ngày càng mong chờ khoảnh khắc danh tính của Tô Thần được công bố. Xem ra đặt cược đúng rồi. Đội ngũ chuyên gia sẵn sàng giải quyết vụ án 20 năm chưa được giải quyết này hơn tôi nghĩ. Sự chú ý bị phân tán rất nhiều. Tôi vừa mạo hiểm bị phát hiện và xuất hiện trước một hội đồng chuyên gia. Với quyền chỉ huy của nhóm chuyên gia, phá và trốn thoát sẽ thuận tiện hơn nhiều. Phú quý trong nguy hiểm à? Lão đại, hồ sơ này lấy cho tôi mấy cái tôi nói là được rồi. Cô có thể cất phần còn lại được không? Phải đánh lạc hướng Bạch Tố. Có một chuyên gia tâm lý như vậy ở đây, áp lực thật sự là quá lớn. Nhất cử nhất động đều phải cẩn thận. Bạch Tố đi rồi mới có thể yên tâm bắt đầu biểu diễn.
Sĩ quan Tần, nghiên cứu của anh về bộ xương này thế nào rồi? Hiện tại tôi đã tiến hành tất cả các xét nghiệm có thể. Xương được lưu trữ quá lâu rồi. Sự tồn tại của nó là một phép màu. Thông thường xương 20 năm tuổi đã bị suy thoái hơn 90%. Thông tin ghi lại rất chi tiết. Căn cứ vào thông tin này bổ sung xong hẳn là có thể suy ra hung thủ. Được, tôi sẽ giữ thông tin này trước. Lát nữa tìm một nhà vệ sinh hay gì đó, rồi lại đi dùng thần thuật suy diễn. Thật sự là thần. Hung thủ mô phỏng suy luận này thực đáng kinh ngạc. Tôi đến bây giờ đều có chút không hiểu. Thật sự là đại sư. Bây giờ tôi có thể hiểu cảm giác của sĩ quan Đoàn. Cố lên, chúng ta sẽ bắt được hung thủ và cả kẻ sát nhân giả. Kẻ sát nhân ngồi giữa các chuyên gia và thảo luận với các chuyên gia làm thế nào để bắt chính mình. Thôi lão tiên sinh, tôi chợt nhớ ra một chuyện. Không phải nhóm chuyên gia chúng ta có 5 người sao? Tôi nhớ còn có một chuyên gia phát hiện dấu vết. Phải, một người sống to lớn như vậy đã đâu rồi? Vương Diên Hưng, tôi đã gặp anh ấy một lần. Nghe anh ta nói là đang chuẩn bị kế hoạch của mình. Chàng trai này lại có chút thu mình, không xem điện thoại, không lên mạng, còn già hơn lão đầu tôi. Có lẽ đến bây giờ ngay cả việc khởi động lại vụ án xác chết còn chưa biết đâu. Hiểu rồi, hóa ra sĩ quan Vương này đang kìm hãm bước đi lớn của mình. Tôi phải cẩn thận một chút. Còn ông, gần đây đang làm gì vậy? Trung tâm phân phối điện của thành phố đại học bị đánh bom, cậu biết không? Có người chứng kiến hung thủ. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ rồi. Đang định bắt đầu nhận dạng hung thủ. Đây không phải là vì khởi động lại vụ án này bị trì hoãn, nhưng cũng sắp rồi. Nghe nói lúc đó tên sát nhân già không hóa trang, miễn là được xác định, cũng có thể nhận ra 89/10. Và khi nghe điều này, thần kinh của tôi thần lập tức căng lên. May mà Bạch Tố đã đi rồi, nếu không chắc chắn sẽ bị cô ta nhìn ra. Tôi thần đang nhảy trên đầu đao. Mỗi bước được tiết lộ sẽ bị các chuyên gia tóm gọn. Bây giờ tôi đã tìm được hai nhân chứng. Một là nữ thực tập sinh ở trung tâm phân phối điện, còn một người là nhân viên kiểm tra an ninh. Hai nhân chứng nhận dạng, một khi đồng thời chỉ vào một người, vậy về cơ bản chúng ta có thể xác định hắn là hung thủ. Bây giờ cách trung tâm phân phối điện nổ tung chỉ vài giờ trôi qua, ký ức của nhân chứng rất rõ ràng, miễn là xác định được hung thủ, điều đó chắc chắn sẽ bị lộ. Bộ não của tôi thần đang hoạt động nhanh chóng, nghĩ về tất cả các biện pháp đối phó có thể. Thôi lão tiên sinh, khi nào ông định sắp xếp nhân chứng nhận dạng kẻ sát nhân? Sẽ sớm có thể. Để ủng hộ kinh phí cho kênh, mọi người hãy subscribe và cày view hoặc donate cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ kênh.